Thanks. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Hello anh em, chào mừng em đến với kênh Amrock vào tình của mình. Hôm nay mình chỉ giới thiệu đến em một cái dự án, đó là iBlock Games. So, trong cái nền tảng và chơi game và tiền điện tử và blockchain, thì hiện tại trong web dự án này nó tiếp tục đang diễn ra và nó đang chạy dự án. Thì để tìm hiểu dự án này, anh em còn phải thông qua hiểu cái iBlock Game này là gì. Thì iBlock Game này nó sẽ cam kết trở thành một cái nền tảng trò chơi hàng đầu thế giới, và nó sẽ sử dụng cái token đó là eBurger, sử dụng đầy đủ công nghệ blockchain được cung cấp cho một cái hệ thống giải trí và trò chơi trực tuyến thú vị, mới lạ và đa tiền. Và tiếp theo đó là iBlock Game này nó sẽ tính chất lên giá trị của cái nền tảng này do người dùng tạo ra, vì vậy nó sẽ tạo ra lợi nhuận trên cái nền tảng này. Nó sẽ hệ thống sinh thái của cái iBlock Game này thì nó gồm có các cái trò chơi điện tử, bao gồm đó là nhà phát triển, cộng đồng chơi và show, ban rush, nhiệm vụ xếp hàng và thợ săn tiền thưởng, nhóm tiền thưởng và từ thiện. Thì đây là hệ thống sẽ được ra mắt trong iBlock Game. Thứ nhất đó là trò Virus Bomb, còn Hash Die, Blackjack Slot, Rory Stay, Well Poker. Thì danh sách đó là Virus, đó là trò chơi và Virus Blockchain đầu tiên trên thế giới, và cảm hứng của trò chơi từ cái dịch Covid-19. Thì bối cảnh của trò chơi đó là nguồn gốc phế bắt đầu, và cái con virus này nó sẽ bắt đầu, và đó là một trận chiến giữa con người và virus, và một số trò chơi khác là anh em có thể tham khảo và tìm hiểu thông qua cái chủ đề của trên Bitcoin này. Và một số thông tin ví dụ như là bounty của nó hiện tại đang diễn ra. Hiện tại đang diễn ra cái chương trình bounty gồm có là 30 triệu cái token IGB này. Thì cái chương trình bounty này nó sẽ diễn ra trong các hạng mục như sau, gồm có là design, thiết kế và thứ hai đó là Telegram, Twitter, Facebook, Discord, blog hay là video. Và đặc biệt là anh em còn phải tham gia vào follow vào các trang mạng xã hội để cập nhật thông tin mới nhất về cái dự án này. Thì đây là cái white paper của iBlock Game. Nó sẽ giới thiệu tất cả các trò chơi như cái nhiệm vụ Bounty Hunter này. Bonus Ball đó là một phần thưởng dành tặng cho một cái hệ thống. Và cái token eBurger này là một cái token của dựa trên nền tảng iBlock Game này. Và nó sẽ có cái symbol, cái hiệu đó là eBurger, và cái hỗ trợ nó là được là ERC20, và cái tổng của token nó phong phát. Tổng cái token được hiện hữu đó là 10 tỷ token IGB này. Thì cái token này nó phân phát cho những cái token này, chỉ phân phát vào team là 15%, foundation là 30%, investment là 5%, và hệ thống rồi, và marketing và cái nhà đầu tư. Anh em có thể tham khảo thêm cái white paper của cái hệ thống iBlock Game này. Cái video mình giới thiệu về cái dự án iBlock Game nó là kết thúc, và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.